My, giờ này vẫn còn thảnh thơi ngồi đây cà phê cà pháo à? Có chuyện lớn rồi đấy. Có chuyện gì? Cậu xem đi. Không, không thể nào. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, mối quan hệ chủ tịch thư ký là phải đề phòng. Có thể anh Hiếu không có cái tính lăng nhăng, nhưng mà mấy con trà xanh như thế luôn biết cách giở trò. Anh Hiếu, anh dám? Cậu cứ bình tĩnh đã. Cũng có thể anh Hiếu chỉ nhất thời bị dụ dỗ thôi. Đàn ông mà. Tôi không cho phép điều đấy xảy ra, dù chỉ một lần. Cậu cứ bình tĩnh đi. Nhỡ có nhầm lẫn gì ở đây thì sao? Nhầm lẫn cái gì được nữa chứ. Cậu đã mang ảnh đến tận đây rồi cơ mà. Nhưng mà bức ảnh này cậu lấy ở đâu ra đấy? À, cái này thì cậu không cần biết đâu. Tớ chỉ nói với mình cậu thôi. Cậu cứ âm thầm quan sát anh Hiếu, nhưng mà đừng có bảo là tớ mách đấy nhá. Cậu biết đấy, tớ chỉ là nhân viên cấp dưới thôi. Có nhiều cái khó nói lắm. Cậu yên tâm, tớ sẽ không bảo chuyện này là do cậu nói đâu. Nhưng mà bây giờ tớ phải làm rõ với anh Hiếu đã. Cô My, cô dừng lại đi chủ tịch. Anh Hiếu, anh nói cho em biết, anh với Hà Ngọc Anh có mối quan hệ gì? Em đang nói cái gì vậy? Chuyện gì thế này? Không lẽ My là người yêu của chủ tịch Hiếu à? Anh nói đi, tại sao anh lại phạm bội em? Anh rất hiểu em mà. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phạm bội đâu. My, em bình tĩnh đã. Em đang nói cái gì vậy? Ai phạm bội em? Cô My, có phải là cô đang hiểu nhầm gì không ạ? Hai người đã lên giường với nhau rồi, thế mà vẫn không muốn nói dối em à? Cô Trầm My, nghe anh nói đã. Cô Ngọc Anh, chuyện này là sao? Tôi đã mất công sang đây để bàn câu chuyện với chủ tịch Hiếu, thế mà các người cho tôi xem cái gì thế này? Thật sự xin lỗi chủ tịch Quang ạ. Có thể là có một chút hiểu nhầm ở đây. Chủ tịch Hiếu của chúng tôi sẽ sớm quay trở lại để tiếp tục bàn hợp đồng với anh ạ. Không cần nữa đâu, tôi đang bận á. Chủ tịch Quang, anh nghe tôi nói đã. Chủ tịch Quang. My, My, em dừng lại nghe anh nói đã. Anh bỏ em ra đi. Chẳng có gì để nói nữa rồi. Anh còn định lừa dối em đến khi nào? Anh không lừa dối em. Tại sao em lại cho rằng anh đang phản bội em chứ? Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh Hiếu, anh làm cho em cảm thấy cực kỳ thất vọng đấy. My, My! Chúng ta chia tay đi. Sau này đừng có tìm em nữa. Coi như là chúng ta chưa từng gặp nhau. Phương Anh, em có thấy My ở đâu không? Em vừa nghe thấy My nói chuyện đi nên em mới chạy đến đây này. Thế My đi đâu hả anh? Không hiểu sao cô ấy lại nghĩ anh phản bội cô ấy. Cô ấy dọn hết đồ ra khỏi nhà rồi. Cô ấy còn đòi chia tay anh, cắt mọi liên lạc với anh nữa. Trời ạ, sao có thể không tin tưởng người mình yêu như thế chứ? Dạ thưa chủ tịch, em gọi cho anh mà không được. Bên phía BJ họ đã hủy hợp tác với chúng ta rồi. Họ nói là họ không được tôn trọng khi mất thời gian đến để bàn hợp đồng mà chủ tịch lại đi mất ạ. Được rồi, cô cứ bình tĩnh. Tôi sẽ tìm phía BJ nói chuyện sau. Bây giờ tôi phải đi tìm My đã. Anh đợi em với. Sao cô ấy có thể bỏ đi mà không nghe anh giải thích chứ? Đầu đuôi câu chuyện thế nào
anh vẫn còn chưa nắm rõ. Tính Kimmy là thế, lúc nào nó cũng sồn sồn hết cả lên, có chịu nghe ai bao giờ đâu. Em là bạn Kimmy thật, nhưng mà qua lần này nó làm em thất vọng quá. Em có liên lạc được với Mi không? Cô ấy cũng chặn cả em à? À dạ vâng, Mi chặn cả em đấy anh ạ. Em cũng chẳng hiểu sao Mi lại làm như thế nữa. Hy vọng cô ấy chỉ mất bình tĩnh mấy hôm. Chỉ cần cô ấy cho anh cơ hội giải thích, mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết thôi. Vậy còn chuyện hợp tác với công ty PJ thì sao ạ? Không khả quan chút nào. Bên đó dứt khoát ngừng hợp tác rồi. Anh Hiếu, có chuyện này chắc anh không biết. Đại diện phía PJ là người yêu cũ thời đi học của Mi. Chắc vì lý do đó mà anh ta mới dứt khoát chấm dứt hợp đồng đấy ạ. Sao? Chủ tịch Quang là người yêu cũ của Mi á? Mi chưa kể cho anh ạ. À, mà cũng phải thôi. Đấy là chuyện yêu đương thời đi học xa lắc xa lơ rồi. Với cả ngày xưa nhà anh Quang cũng bình thường. Chắc Mi cũng không thể ngờ rằng bây giờ anh Quang làm chủ tịch đâu. Nói như vậy, cơ hội hợp tác với tập đoàn PJ sẽ bằng không nếu như không tìm được Mi. Sao Mi lại cho rằng anh ngoại tình được chứ? Thôi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là anh phải giữ gìn sức khỏe. Mấy hôm nữa Mi hết giận dỗi vô cớ, chắc lại về thôi. Anh mong là như vậy. Chủ tịch ạ, chào cô. Em đã hẹn được người đại diện khác bên phía PJ. Chúng ta thử tác động bên phía người đó xem sao. Dù sao thì PJ cũng không hoàn toàn nằm trong tay chủ tịch Quang. Dưới sức ép của hội đồng quản trị, em nghĩ là kết quả sẽ khác ạ. Ok, vậy chúng ta đi thôi. Sao anh tìm được em? Anh có nhiều cách mà. Anh thật không ngờ em lại là người yêu của chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Bây giờ thì cũng không phải nữa rồi. Với cả em cũng không muốn nhắc đến anh ấy. Anh rất tiếc khi phải chứng kiến sự việc đau lòng của em hôm ấy. Nhưng mà ngay sau khi em rời đi, anh cũng đã quyết định không hợp tác với tập đoàn ABA rồi. Gì cơ ạ? Dừng hợp tác á? Đúng vậy. Anh thấy anh ta không xứng đáng để mình có thể hợp tác cùng. Nói như vậy tức là sẽ có rất nhiều nhân viên bị ảnh hưởng bởi vì dự án thất bại. Vậy là do em sao ạ? Làm sao có thể là em được? Là do anh ta phản bội em cơ mà. Đáng nhẽ hôm đó em nên bình tĩnh và giải quyết mọi chuyện một cách riêng tư hơn. Anh dừng hợp tác như thế này khiến em cảm thấy rất có lỗi. Thế nào rồi? Đối tác đây đến chưa? Họ lại từ chối gặp rồi ạ. Có lẽ là bên phía chủ tịch Quan đã tác động. Chủ tịch, anh không sao chứ ạ? À? Hắn ta dám ngang nhiên ngoại tình, cho nó một trận. Thôi anh, dù sao thì em với anh cũng đã chấm dứt rồi. Anh ấy có thể ở bên cạnh người mà anh ấy muốn. Em đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mi, anh Quang, không ngờ lại gặp hai người ở đây đấy. Phương Anh, là cậu à? Khổ thân cậu, tự nhiên bị cô thư ký chen chân vào. Mà cậu không biết là từ hôm qua đến hôm nay, cô ta ở tập đoàn vênh váo như thế nào đâu. Thôi, cậu đừng có nhắc đến cô ta nữa. Tớ đã xác định là sẽ quên tất cả mọi chuyện rồi. À, tớ chỉ thấy bất bình cho cậu thôi. Không nhắc nữa thì thôi vậy. Anh Quang, không ngờ bây giờ anh lại là chủ tịch của tập đoàn PJ đấy. Không biết dạo này cuộc sống riêng tư của anh thế nào rồi. Anh vẫn vậy thôi, vẫn ế bền vững ấy mà. Hay là hai người nối lại tình xưa đi. Này, cậu nói linh tinh cái gì đấy? Tớ nói thật mà. Đằng nào hồi đi học hai người cũng đã từng thích nhau. Mà cậu thì cũng đã bỏ quách cái đồ phản bội kia rồi. Thôi đi, cậu đừng có mà ăn nói vớ vẩn nữa. Anh Quang, anh đừng có để ý đến lời Phương Anh nói nhá. Anh biết rồi đấy, hồi đi học Phương Anh cứ nghĩ gì nói đấy, không có suy nghĩ thấu đáo gì cả.
Anh biết mà. Xin lỗi, anh có điện thoại. Alo. Ừ. Tôi về ngay. Xin phép hai người, anh có việc phải đi trước rồi. Dạ vâng, em chào anh ạ. Này, tớ thấy anh Quang vẫn còn có ý với cậu đấy. Cậu đừng có ăn nó vớ vẩn nữa. Với lại, mà thôi, chuyện này tốt nhất đừng có nhắc đến. Không lẽ cậu vẫn còn yêu tên Hiếu đó? Cậu đừng quên là anh ta cắm sừng cậu đấy. Tớ đã bảo là cậu đừng có nhắc đến nữa mà. Đây là chuyện riêng của tớ, cậu hãy để tớ tự giải quyết đi. Mà này, số điện thoại của tớ có phải chính cậu là người đã cho anh Quang đúng không? Đúng là không qua mắt được cậu. Dù sao, tớ cũng không muốn cậu cứ sống trong đau buồn mãi khi bị phản bội. Có một người khác đến lúc này cũng tốt mà. Mi, còn cả hắn ta nữa. Mời vào. Có vẻ như anh đã xem tin nhắn em gửi rồi. Em vừa gặp Mi sao? Sao em không giữ cô ấy lại cho anh? Anh còn luyến tiếc cái gì nữa? Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Mi nó cắm sừng anh, nhưng lại úp cái nồi phản bội lên đầu anh. Không thể nào. Còn có thể như thế nào nữa? Tự nhiên chạy đến bảo anh phản bội rồi biến mất. Bây giờ nắm tay nắm chân với anh Quang. Anh tốt bụng quá rồi anh Hiếu ạ. Em còn tức thay cho anh đây này. Tốt xấu gì, anh cũng phải gặp Mi nói chuyện cho rõ đã. Chắc chắn có hiểu làm gì ở đây. Thôi được rồi, nếu anh đã cố chấp như thế thì em cho anh địa chỉ này. Ngày mai anh cứ đến đấy. Có lẽ anh sẽ từ bỏ hết mọi tình cảm đối với Mi thôi. Em nói thế nghĩa là sao? Lát em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Anh cứ tới đó là biết. Anh nhớ những lời em dặn đấy. Phải chân thành vào. Cái Mi nó đang yếu đuối, anh phải tận dụng thời cơ, tán là đổ ngay. Nhưng mà anh vẫn có cảm giác Mi vẫn còn yêu Hiếu lắm. Anh sợ cái gì chứ? Hiếu phản bội Mi, với tính cách của Mi thì Mi sẽ không bao giờ quay lại đâu. Anh cứ tiến tới, không cho Mi có cơ hội từ chối. Anh có thể trì hoãn câu trả lời của Mi mà. Anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã hết lòng tác hợp cho anh nhé. Em là bạn của Mi mà, cũng là đàn em khóa dưới của anh. Nói thật, em cũng mong hai người thành đôi lắm. Thôi em đi đây, lát nữa Mi sẽ đến. Em dùng danh nghĩa của em hẹn Mi đến rồi, nó không biết anh ở đây đâu. Em đi nhá. Ừ. Alo, tớ đến rồi, cậu đang ở đâu đấy? À, chờ tớ tí nhá, tớ đến sau đấy. Tớ có đặt bàn bên trong đấy rồi, cậu cứ hỏi nhân viên đi rồi sẽ thấy. Ừ, được rồi, thế tớ vào bên trong đợi cậu nhá. Mi. Anh Quang, sao anh lại ở đây ạ? Tặng em nè. Em cảm ơn, nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ? Sao anh lại tặng hoa cho em? Anh biết là anh nói những lời này hơi đường đột, nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh đang nói gì thế ạ? Anh đang đùa em đúng không? Anh không đùa, anh đang rất nghiêm túc. Thật không ngờ chủ tịch của BJ lại là người thừa nước đục thả câu như vậy. Sao anh lại ở đây? Anh với em vẫn chưa nói rõ ràng cơ mà. Em không thể đồng ý với anh ta được. Anh vẫn chưa đồng ý chia tay. Anh đừng vô lý như vậy. Hãy tránh xa Mi ra. Đây là chuyện riêng của tôi và Mi. Hãy để cho chúng tôi được nói chuyện riêng với nhau. Mi, em phải nghe anh nói đã. Anh không phản bội em. Anh không cần phải nói gì đâu. Cho dù anh có nói gì thì em cũng sẽ không tin.
Em cứ nói anh phản bội thì là anh phản bội à? Em có bằng chứng không? Bằng chứng á? Được, thế thì em sẽ cho anh xem. Anh nhìn đi. Sao lại có bức ảnh như thế này được chứ? Bây giờ thì anh không còn gì để chối cãi nữa rồi đúng không? Anh muốn có một câu trả lời rõ ràng. Thì đây chính là câu trả lời đấy. Không đúng. Anh và Ngọc Anh không có gì cả. Bức ảnh này em lấy ở đâu? Em đã hứa với người đưa nó cho em là sẽ không nói tên người đấy ra, bởi vì em không muốn họ bị quấn vào rắc rối của chúng ta. Nhưng nếu em không nói, chúng ta không thể làm rõ được. Tình cảm của chúng ta bao năm nay, em không thể vì một bức ảnh mà mất lòng tin với anh được. Nhưng mà em tin bức ảnh này là thật. Người đấy không thể nào mà lừa em được. Em tin tưởng người đưa bức ảnh này cho em còn hơn cả anh. Không nhẽ là Phương Anh sao? Nếu mà anh đã đoán ra thì đúng vậy. Nhưng mà em mong là anh sẽ không làm khó Phương Anh. Chuyện gì ra chuyện đó? Nhưng anh bị oan. Em không thấy việc Phương Anh có bức ảnh riêng tư như thế này là rất lạ sao? Em thử nghĩ đi. Cô ấy chụp bằng cách nào? Không lẽ cô ấy vào phòng riêng của anh và chụp? Ý của anh là gì? Đây là bức ảnh ghép. Được rồi, nếu em không tin thì em đi theo anh. Anh thật sự đã thua rồi. Vừa rồi anh vừa chứng kiến Quang và Mia bên cạnh nhau. Anh đừng buồn nữa. Nếu trách thì chỉ trách anh quá ngây thơ để Mi lợi dụng. Rõ ràng là Mi sai với anh, thế mà lại vu khống anh ngoại tình. Em quá thất vọng với Mi luôn. Cũng may là em nói cho anh, để anh còn tỉnh ngộ sớm. Từ giờ anh sẽ không buồn nữa. Vẫn may là luôn có em tốt với anh. Anh Hiếu, có chuyện này em muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Thật ra em thích anh lâu rồi, nhưng vì anh là bạn trai Mi cho nên em không dám nói. Bây giờ Mi phản bội anh rồi, liệu em còn có cơ hội không? Người như cậu mà cũng đòi cơ hội cơ à? Mi, sao cậu lại ở đây? Cậu là bạn thân nhất của tôi, thế mà trước mặt tôi thì cậu bịa chuyện là anh Hiếu ngoại tình, sau lưng tôi thì cậu lại bịa chuyện với cả anh Hiếu là tôi ngoại tình. Chiêu bài này của cậu đúng là cao tay thật đấy. Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Tấm ảnh này chẳng phải là do cậu gửi cho tôi hay sao? Hôm nay tôi cũng đã hẹn với cả Ngọc Anh rồi. Chúng ta hãy đối chất ba mặt một lời đi. Anh Hiếu. Đúng ạ. Cô dám dùng ảnh Photoshop để bôi nhọ danh dự của tôi và sếp Hiếu à? Cô. Anh vào đi. Anh nói đi. Thì là cô ta cho anh tiền để bảo anh đưa những bức ảnh riêng tư của anh và em. Anh thì không biết mục đích cô ta làm gì, thế nhưng mà anh đang thiếu tiền chơi bài cho nên là... Này, anh đừng có mà nói láo nhá. Thôi, cô đừng có cố cãi nữa. Cái tin nhắn tôi gửi ảnh cho cô vẫn còn đây này. Cô xóa rồi nhưng mà tôi vẫn còn giữ đấy. Cô muốn xem lại không? Anh Hiếu, em chỉ là quá ghen tức với Mi thôi. Rõ ràng em gặp anh trước, em có ý với anh trước mà. Thế mà anh lại thích Mi, anh phải là của em mới đúng chứ. Cô đúng là nực cười mà. Chẳng nhẽ bây giờ cô cứ thích ai là cô bắt người ta phải thích lại mình à? Cái gì là của mình thì mãi mãi sẽ là của mình. Còn đã không phải thì cho dù cô có cố giành giật đến đâu ấy, cuối cùng cô cũng sẽ bị nghiệp quật thôi. Cô, tôi sẽ sa thải cô khỏi tập đoàn ABA. Từ giờ cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Mi nữa. Cô đi đi, tôi không có một người bạn như cô đâu. Tôi chẳng có ân tình gì với cô cả, và tôi sẽ không hiền như sếp Hiếu đâu. Cô cứ đợi đấy. Còn cả anh nữa, tôi sẽ kiện hai người vì tội dám mang hình ảnh riêng tư của tôi lên để bôi nhọ, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân của tôi. Tránh ra. Thật không ngờ Phương Anh lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Bây giờ em đã tin tưởng anh chưa? Em xin lỗi anh, nếu không phải do bản thân của em đã quá nôn nóng và vội vàng
thì đã không khiến anh phải khổ như vậy rồi. Anh không trách em. Nếu có trách, anh trách bản thân mình đã không khiến em đủ tin tưởng mà thôi. Em xin lỗi anh. Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu. Chúc mừng PJ và ABA đã hợp tác thành công. Chúc mừng. Mời. Nhân tiện đây, tôi có một tin vui muốn báo với mọi người. Tôi và My quyết định sẽ kết hôn. Tôi vừa cầu hôn cô ấy rồi. Trời ơi, ngưỡng mộ hai người thật đấy. Là một người từng yêu My, tôi mong cô ấy hạnh phúc hơn ai hết. Hãy đối xử tốt với cô ấy nhé. Nào, nâng ly. Đương nhiên, điều đó là chắc chắn rồi. Chúc hạnh phúc nhé. Cảm ơn.